Chào mừng đến Hello, xin chào anh em, tôi quay trở lại video của mình. Thì ngày mai mình sẽ làm về Willian tiếp nha anh em ơi. Thì chỉ còn thiếu khoảng vài điểm nữa thôi, tại vì mình cũng sẽ đạt top 50, nhưng mà khá là tiếc anh em. Thì sáng nay mình có nhận được thông báo là đây anh em, bên góc trái màn hình thì mình đã được cục top Việt Nam rồi. Nhưng mà tại vì video đây là video trước đó anh em, thì cái trận này cũng như gọi là trận cuối mà mình lọt vào top Việt Nam anh em ơi. Nói chung mà khi mình đánh trận này xong thì khoảng cách giữa mình với top 50 thì chỉ còn khoảng tầm 300 điểm mà cùng anh em ơi. Nhưng mà khá là xui xa thì vẫn không kịp anh em. Ngày hôm qua chủ nhật đánh thật sự không kịp luôn anh em ơi. Mình đánh thua hết 5 game, mà 5 game đó trừ cho mình gần 300 điểm rồi. Thì coi như là 5 game đó mình tự hủy anh em ơi. Phải nói rằng là mình phải gỡ lại số điểm đó nha. Mình gỡ hầu như là phải tầm 4-5 game rồi anh em. Mà game nào phải gán MVP để lấy 99 điểm và 93-96 điểm anh em. Thực sự rất là cay ngày hôm qua. Ui trận này hay nè anh em ơi, trận này thì gặp Omega. Bắt đi cái trận cuối của mình á thì mình rất là may mắn sao thì gặp được ông Omega top Việt Nam anh em. Tính khá là hay. Mà team mình thì đi top là Gian, mà anh em biết rồi đó. Gian mà gặp kèo trả lót thì thật sự cũng khá là khó cho ổng. Nhưng mà giờ biết sao giờ anh em ơi. Nói chung thì mỗi lane thì đều phải có một cái gì đó để đáng phải lo anh em. Còn bây giờ lane rừng của mình thì bắt buộc mình phải cố gắng. Mình phải farm càng nhanh càng sớm anh em. Để chi anh em, để nói chung thì bây giờ mình bắt đầu đi canh nha. Đó, từ từ. Đứng ngay nấp đã anh em ơi. Tại vì mình tự tin là có ông Omega. Tại vì Omega đánh khá là hay. Ơ, tay bạn không ăn rồi, xong rồi bạn ơi. Omega ơi, sao bạn không nhường mạng cho mình. Pha này Omega mình nhường mạng có vẻ sẽ hay hơn rất là nhiều nha anh em. Bắt đầu đây. Pha này bỏ ta, từ từ anh em ơi. Pha này mình bắt thằng cáo nha. Terry ơi. Ờ, có phải gì ta, Yue chứ. Yue nhưng có vẻ không thấy anh em ơi. Nhưng mà bù xanh tay bạn vẫn chưa ăn được thì thôi. Cho phép mình xin cho bạn ơi, kiểu này sẽ nó chia phế rồi anh em. Trời hay chưa anh em thấy không? Phải nói rằng là UE cắt kèm theo đó là Omega. Phải nói rằng là tay bạn đỡ không nổi đúng không anh em? Thì tiếp theo đây mình sẽ ăn con rồng nha anh em ơi. Nói chung thì ăn rồng nó sẽ là thế hơn rất là nhiều. Mình nghĩ thằng xỉn kia nó sẽ không dám xuống đâu anh em ơi. Mà nó có xuống đi chăng nữa thì cũng không kịp rồi. Mình đã lượm được con rồng rồi anh em ơi. Và tiếp theo đây mình sẽ lên mình farm bù xanh nha. Khi mà farm xong á thì mình có thể ghé ngang qua top một chút xíu anh em. Tại vì mình thấy kèo mà đi kèo với Gian á thì Gian cũng cơ động anh em, mà Charlotte cũng cơ động. Hai con tướng này mà hai con tướng rất cơ động, nhưng mà quan trọng là hơn nhau cách combo anh em ơi. Và mình nghĩ là Gian có khả năng cao sẽ ăn được. Bởi vì sao anh em? Bởi vì lúc đầu game á là sẽ nó chia thì canh ông Gian mà nên ông Gian nó chết. Chứ thật sự là xét về độ thua kèo thì mình nghĩ là Charlotte thua anh em ơi. Lên ông Gian ơi, đánh ra bạn ơi. Mình ghé qua nè, chơi nè, nó trong bụi nè. Đây, đó. Rồi, lụm đi Gian ơi. Đó, pha này không lụm nó thôi luôn ở đây. Mình lụm cho anh em ơi, ngon. Xin tức chia ra lên là muộn nha bạn ơi. Anh em thấy không? Khi mà ganh như thế này á, dù anh em có gọi là trên kèo người ta đi chăng nữa cũng chết à. Tại vì 2-1 mà anh em. Pha này nó bụi anh em ơi. Tại vì pha này mình nghĩ xin tức chia nó sẽ đi qua đây. Cái gì mà khôn thế. Trời ơi, ông nội này ông khôn anh em ơi, em nhìn kìa. Ông này đi gọi là như là hát mát như là đáng xa không ta. Rất là khôn nha anh em. Khôn cơ nào đi chăng. Trời ơi xa quá thôi bỏ anh em ơi. Của mình Gian ơi. Nó làm chậm kìa. Thôi nói rằng là quá khó chịu đến từ sỉnh chia luôn anh em ơi. Cơ động gì mà dữ vậy. Đánh thường mình mà mình làm chậm cơ anh em ơi. Thực sự rất là khó chịu nha. Mà mình cũng không quan tâm mấy đâu anh em ơi. Bây giờ vấn đề mình quan tâm là cái lane boss mình thôi anh em. Tại vì lane boss bây giờ rất là xanh. Tại vì anh em biết sao không? Bên mình bích tướng thì mình nghĩ trận này đã bích trên kèo rồi anh em. Bên bạn đánh những con tướng dạng là không có sức mạnh uy hiếp đến con lane. Chưa kể là uy hiếp đến AD nữa anh em ơi. Riêng Omega 3 thôi đã gọi là dẹp loạn hết rồi. Đây nè. Trời ơi thiệt đây là chết các bạn ơi. Trời quá đơn giản luôn em. Chỉ với việc đánh thường AK cha. Ơ trời ơi thiệt. Đánh dơ con AK nữa thôi chứ cho mình xin cái mạng bạn nha. Thôi nào bỏ mạng đi, đây ngon em ơi, tự nhiên được ba mạng ngon hơn luôn kìa. Thôi rồi, kiểu này chắc chắn là game đấu cuối này lọt top Việt Nam là chắc rồi em ơi. Tại vì nếu như mà anh em cách top 50 mà tầm 500 điểm thì anh em đã đứng trong top chín mấy rồi anh em. Tại vì Việt Nam mình có top 100 đổ lại mà, anh em thiếu cỡ 500 điểm thì anh em sẽ đạt tầm top 90 mấy. Trời ơi, sao nó kia ơi, ngon. Pha này cha nội này. Từ từ anh em ơi, lướt tiên nha. Lấy cho mình lấy tí đam nè. Rồi chạy đâu bạn ơi. Rồi chạy đâu nữa. Bỏ mạng đi bạn ơi. 5-0. Phải nói rằng là game đấu này quá xanh em. Và game này mình nghĩ mình có khả năng cao mình sẽ được MVP nha. Mà anh em biết không, một khi mà anh em MVP thì cái điểm chiến lực của anh em cộng rất là cao. Chưa kể là cái điểm sàn ở ngoài anh em. Điểm sàn mình hiện tại bây giờ như được 1400 anh em ơi. Nói chung cộng khá là nhiều.
Bạn ơi, bỏ mạng bạn ơi. Voi ơi là voi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi, thôi xong luôn rồi anh em ơi. Kiểu này là tay mình hủy diệt tay bạn rồi. Tay bạn chơi gì nữa anh em? Kiểu này là chơi bời gì nữa? Thôi, quá win đơn giản anh em ơi. Thật sự là khi mà đánh thua những cái trận kia thì mình không nghĩ rằng là những cái trận như thế này thì lại win đâu anh em ơi. Đúng rồi, đánh đi bạn ơi. Dí luôn, dí luôn. Ôi trời ơi, còn xíu máu kìa, không ăn được à. Đây anh em ơi, dí xin chiêu nha. Con này tự tin đánh luôn anh em, tại vì xin chiêu hiện tại giờ quá yếu. Cấp 7 mà đối đầu với cấp 9 thì thật sự là máu, xét về máu thì ổng không bằng mình, mà xét về đam thì mình lại hơn ổng rất là nhiều luôn anh em. Từ từ đây, đây nó bụi đã đúng rồi, tông vào. Hay quá ông ơi, rồi xong rồi, kiểu nhà đi rồi. Trời, không thể tin được rằng là cáo ra đi một cách nhanh chóng luôn anh em ơi. Tại vì tem mình có Omega mạnh quá mà anh em. Top Việt Nam có khác anh em ơi, đánh rất là hay luôn và bữa rất là ghê. Thì hôm qua mình cũng đánh, cũng gặp một trường hợp anh em, top gì ta, The Flash, top 9 luôn anh em, mà vô đánh phải nổ rằng là đánh rất ngáo anh em ơi, thích cực kỳ. Dở các bạn ơi, có khi anh em nào đánh đỉnh đó mà anh em biết top 9 thì chắc chắn biết đây. Trời ơi, chuối đây, là đây chứ đâu, tự nhiên có chuối trước mặt luôn anh em, không ăn có vẻ hơi phí đấy. Từ từ anh em ơi, mình sẽ ăn những cái con này, mình hồi chút xíu máu ra anh em. Và bây giờ bắt đầu, ê trời ơi, Đê ơi, đang tính ăn bù đỏ luôn đó anh em ơi. Đây tính ăn bù đỏ luôn mà Đê vào ăn rồi thì thôi ok, nhường luôn. Mình hiền mà anh em, nói chung thì mình rất là tốt bụng. Chừng nào mà kiểu như là mình xanh sao vậy á, và tem có thế lính để ép hay là bắt đầu win em thì mình sẽ nhường hết. Còn những cái chuyện nào mà khi mình phế nha hay gì đó mình sẽ ăn hết tất cả nha anh em ơi. Nói chung thì nhường thì cũng được, nhưng mà trừ khi là phải giúp ích cho team hay gì đó thì mình mới nhường nha anh em ơi. Kiểu như nhiều ông á, họ ăn bùi đỏ bùi xanh xong mà đánh lao lên chết anh em ơi, vậy phí rất là phí bùi nha. Ê, trời ơi, đánh kìa đánh kìa, gì đây, đánh không biết nhìn map gì chịu. Có vẻ như ông Gia này đang trách ai ta, nhưng mà trách ai thì không quan tâm nha. Quan tâm bây giờ của mình là win trận đấu thôi anh em ơi. Mình không muốn trận đấu kéo dài quá lâu. Trời ơi AD ơi, tính ra mới ăn bùa đỏ đúng không? Mấy ông nội này anh em không? Cứ ai mà ăn bùa xong mà kia cũng chết à, thiệt. Mình để ý rất là nhiều rồi anh em, đa số mà rừng mà nhường bùa là auto chết. Từ từ nha, dọn lính cho mấy ông ơi, dọn lính lên cao anh em ơi. Lính càng cao thì mình sẽ càng lợi thế về cái mặt tầm nhìn nè. Cái thứ hai này là mình sẽ lợi thế về cái mặt gọi là thế lính nha anh em ơi. Ở nói chung thì đánh trong đỉnh thì anh em chỉ cần quan tâm cho mình là thế lính là một nè. Thứ hai là được thích quá anh em. Ôi trời, bùa ghê thế. Ui cha nội Omega kìa anh em ơi, trâu ghê chưa. Đánh như thế mà còn hai cục máu chứ, ác ghê chưa anh em ơi. Từ từ nè, từ từ bình tĩnh bạn ơi. Chọn lính cái đã, đẩy lính lên. Pha này mình sẽ vào mình lấy trụ anh em ơi, nhưng mà từ từ nha. Biết ngay mà thằng cha lót này. Mày hãy cha lót về chi, cha lót ơi. Cắt nó. Thằng này rồi thôi xong rồi em ơi, pha này chị ngu rồi, không có tin được rằng là mình sống nó thiếu đam kìa. Mình chỉ cần pha này, mình chỉ cần một cây kiếm dài nữa thôi thì có vẻ như là mình sẽ giết được thằng Senachia rồi em ơi, và mình bị thiếu đam khá là cay ấy. Khi chút xíu đam em ơi, làm kiểu như là bị sốc, nó bị trễ nhịp và làm cho thằng Senachia nó có thời gian mà nó anti mình nha anh em. Giết ông Charlotte đi. AD ơi, ông mới ăn bùa xanh đỏ nữa không? Ông nội này mới ăn bùa đỏ nữa anh em ơi, đừng để chết đi nha ba. Thường thường là những người ăn bùa đỏ thì mình thật sự rất là lo luôn anh em ơi, tại vì đa số găng xong rồi lên chết như không à. Thứ nhất là bị phí mạng, thứ hai là bị phí bùa anh em ơi. Hình như sẽ tách chia trong bụi á, nhưng mà mình nghĩ nó về rồi anh em ơi. Đối với cái nội tại tàng hình của nó thì nó trốn rất là đơn giản thôi, rất là khó bắt nha anh em. Kìa nó chạy kìa. Không phải anh em ơi, đó là sai của thằng cáo anh em ơi. Thôi trận này mình đánh từ từ đi em ơi. Nói chung là lúc nãy mình chết là có vẻ như mình chơi khá là ngông á. Mình sẽ tiết chế lại đi em. Đa số anh em đánh á, anh em sẽ bị cuốn theo gọi là cuốn trong tranh. Mà anh em cuốn trong tranh thì mà chắc chắn sẽ bị những cái tác hại sau anh em ơi. Thứ nhất là nếu như mà anh em bị cuốn quá nha, mà anh em đánh mà không win được á, thì khả năng cao bị thua đi em. Thì bên bạn sẽ có lợi thế, càng ngày càng có lợi thế. Đó đây là mời anh em ơi. Khi mà anh em bình tĩnh lại á, anh em sẽ kiểm soát trận đấu nó sẽ tốt hơn nha anh em ơi. Đây nè, lướt đi nè, trời ơi, quá nhanh tay anh em ơi. Mày hả mày, thằng cha lót này. Tên bạn chết AD rồi anh em ơi, thôi xong rồi, kiểu này tên bạn thôi gờ gờ đi, thôi xong. Chết luôn cả cha lót nữa thì thôi, đánh gì nữa. Thôi, trời ơi, không két được kìa. Sao cha UE này đam to thế, xúc đam kinh luôn anh em ơi. Thực sự không thể tin được rằng là UE sốc đam mà voi tăng cơ chịu không nổi luôn anh em ơi. Thì hiện tại tên mình bây giờ quá áp đảo rồi.
Thì thôi, trận đấu mình đến đây là kết thúc rồi anh em ơi. Thì sau đây mình sẽ có những cái video mà nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Thì mình hy vọng rằng là anh em có thể đăng ký kênh và theo dõi video mình nha anh em ơi. Để cho khi mà mình ra video mới nhất thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Thì cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian xem cho mình. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Thì bây giờ mình đã được cục top Việt Nam rồi anh em ơi, thì chắc chắn sẽ có nhiều video hay hơn nữa nha.